Ông Tây này đúng là can đảm, dám đến ngôi nhà ma ám nổi tiếng của Đài Loan vào lúc nửa đêm, rồi đặt camera trong phòng, sau đó bắt đầu chụp ảnh bằng âm bản làm bằng vật liệu đặc biệt, nhưng chụp ảnh rất lâu mà không tìm thấy gì cả. Ông ấy đang định chụp nốt bức ảnh cuối cùng rồi đi ngủ, không ngờ, đến khi nhìn thấy bức ảnh ông ấy mới giật mình, hóa ra là có một cậu bé ở trong đó. Ông ấy quay ra nhìn nơi mình vừa chụp ảnh, thì một cái bóng lóe lên, ông ấy đã chết, đau tim. Thật ra có một nhóm nghiên cứu phản trọng lực của Nhật Bản đã thuê người nước ngoài đến đây để chụp ảnh. Trưởng nhóm Hashimoto không thể liên lạc được với người đàn ông kia, nên hôm sau anh ta đã đến ngôi nhà ma ám, tìm thấy con ma trong giấc mơ của mình. Vậy tại sao nhóm nghiên cứu này lại đi tìm ma? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Nhà khoa học Nhật Bản Hashimoto phát minh ra miếng bọt biển có thể thu được sóng điện từ. Chỉ cần lấy sóng điện từ của con ma đặt vào là có thể tạo ra phản trọng lực. Nhờ chính phủ Nhật Bản tài trợ, một đội săn ma được thành lập. Các thành viên bao gồm Tô Nguyên, một người đàn ông có mái tóc dài A Nhân và A Mỹ xinh đẹp. Để tiện cho việc nghiên cứu, Hashimoto đã sử dụng tên của cơ quan trao đổi Nhật Bản, đuổi tất cả cư dân của tòa nhà ra ngoài. Việc này khiến cho giám đốc rất tức giận. Ông ta ném gạt tàn đánh vào đầu Hashimoto, muốn dạy cho anh ta phải biết điều. Lúc này, Hashimoto lấy một miếng bọt biển lớn ra, để nó lơ lửng trong không trung trước mặt giám đốc. Giám đốc thấy cuối cùng đã thành công, nên cũng không nói gì nữa. Nhưng Hashimoto lại đưa ra một yêu cầu kỳ lạ, đó là điều Diệp Khởi Đông của nhóm chống tội phạm Liên hợp Đài Loan sang đội phản trọng lực. Diệp Khởi Đông không phải người bình thường, anh ấy có thị lực và trí nhớ rất tuyệt vời, và anh ấy cũng thành thạo việc đọc khẩu hình. Mẹ anh ấy mắc bệnh sơ cứng teo cơ một bên, sống không khác gì người thực vật, nhưng Khởi Đông vẫn không chịu từ bỏ việc điều trị. May mắn thay, bạn gái Gia Duy có một cửa hàng hoa đã luôn giúp anh ấy chăm sóc mẹ. Không lâu sau, Khởi Đông đã được điều đến nhóm nghiên cứu. Hashimoto muốn đưa anh ấy đi gặp ma ngay lập tức, nhưng Khởi Đông đã nhìn một lúc lâu, trong phòng không có gì cả mà. Hashimoto bảo anh ấy xịt thuốc lên, rồi quay ra nhìn, thấy có một cậu bé đang ngồi xổm ở góc nhà. Khởi Đông cũng tò mò về cách mình nhìn thấy ma. Hashimoto giải thích, miếng bọt biển vốn được sử dụng để thu sóng điện từ, vậy nên chỉ cần tiếp xúc với thứ này là sẽ nhìn thấy ma. Cậu bé này có một thói quen, cậu bé luôn muốn ra ngoài vào lúc 4:30 mỗi ngày, nhưng phòng của cậu bé đã bị xịt bọt biển nên không thể đi ra được, và họ mời Khởi Đông đến đây chỉ để tìm xem cậu bé muốn đi đâu. Ngoài ra còn có nguyên nhân cái chết và nơi cậu bé được chôn cất. Ngày hôm sau, trước khi điều tra, Khởi Đông đã đề nghị cần xác định xem liệu cậu bé có khả năng công kích hay không. Anh ấy bắt đầu khám nghiệm thi thể của người đàn ông nước ngoài. Quả nhiên, họ đã tìm thấy dấu tay của cậu bé trên quả tim. Có lẽ, người đàn ông này đã bị cậu bé này giết chết. Sau đó Khởi Đông kiểm tra lại bức ảnh. Anh ấy vừa nhìn đã đoán được. Có lẽ sau khi nhìn thấy bức ảnh, người đàn ông này đã quay lại và nhìn vào vị trí của cậu bé, nên mới bị giết chết. Lúc này, Tô Nguyên định âm thầm sử dụng miếng bọt biển để mang cậu bé đi. May mà Hashimoto đã kịp nhốt cô ta lại. Cô ta vô tình nhìn thấy đôi mắt của cậu bé, có một sợi tơ kỳ lạ chui ra khỏi trán cậu bé, kết nối với trán của Tô Nguyên. Đột nhiên bàn tay của cậu bé biến thành thực thể, bóp lấy cổ Tô Nguyên. Kỳ Đông vội vàng lao vào phòng, kéo Tô Nguyên ra ngoài, nhưng vẫn đã quá muộn, Tô Nguyên đã về chầu trời rồi. Linh hồn cô ta đã lìa khỏi xác, nhưng lại không ở lại trong nhân gian như linh hồn cậu bé, mà lại tan biến rất nhanh. Khởi Đông bối rối hỏi Hashimoto, tại sao cậu bé không biến mất? Hashimoto nói đây là lý do tại sao tôi mời anh đến, mong anh sẽ tìm thấy câu trả lời. Đến 4:30 hôm sau, họ thả cậu bé ra khỏi phòng, Khởi Đông đi theo cậu bé đến trường tiểu học giáo dục đặc biệt, sau đó cậu bé bắt đầu ngồi trong lớp học. Đến khi tan học, cậu bé nhảy từ tầng 2 xuống, nhưng đã là ma thì không thể chết thêm lần nữa. Cậu bé nhanh chóng đứng dậy, đến khu đợi phụ huynh đợi mẹ đến đón mình. Khởi Đông nhận thấy cậu bé đang ngồi đó nói chuyện một mình, nói mẹ ơi, hoa loa kèn nở rồi, nhưng sẽ không có ai đến đón con nữa. Sau đó cậu bé đến bến đợi xe buýt. Lúc này Kỳ Đông đang đói bụng, anh ấy bước đến quầy hàng bên kia đường gọi món. Lúc này một người đàn ông say rượu bước tới chỗ cậu bé, rồi tiểu tiện lên người cậu bé. Cậu bé cũng nhìn thấy anh ta, rồi giơ hai tay ra. Khởi Đông nhận ra gã say rượu đang gặp nguy hiểm, nên đã phun bọt biển lên kẹo đồng. Theo sự hướng dẫn của Hashimoto, anh ấy cầm súng rồi bảo người say rượu rời đi. Ai ngờ, một cảnh sát đi đến yêu cầu Khởi Đông bỏ thứ trong tay xuống. Để cứu người kia, Khởi Đông đã cho viên cảnh sát ăn hai viên kẹo đồng vào cánh tay, rồi bắn hai phát về phía cậu bé kia. Nhưng vết thương trên đầu cậu bé lại nhanh chóng lành lại. Thấy tình hình không ổn, Khởi Đông lập tức chạy trốn. Còn người đàn ông say rượu thì nằm ngã ra đất rồi bắt đầu co giật. Một lúc lâu sau, Khởi Đông muốn ngó ra kiểm tra tình hình, nhưng vừa thò đầu ra đã thấy cậu bé. Anh ấy biết không được đối mắt với cậu bé, nên đã giả vờ như không nhìn thấy gì, rồi từ từ đứng dậy. Cậu bé nhìn chằm chằm vào Khởi Đông một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu rời đi. Nhưng cậu bé chưa đi được bao xa, một viên cảnh sát khác đã đến, bắn Khởi Đông một phát súng, rồi đưa anh ấy về đồn. Bên kia cậu bé bước vào phòng, rồi lại ngồi xổm trong góc. Hôm sau Hashimoto điều động sức mạnh của Bộ Ngoại giao, đưa Khởi Đông ra ngoài. Sau đó Khởi Đông tiếp tục đi điều tra. Anh ấy tìm được một giáo viên của trường tiểu học đặc biệt, rồi cho anh ta xem bức ảnh của cậu bé. Thì ra cậu bé này tên là Tiểu Tây. Cậu bé bị nhiều khối u ở cổ, mặt và cổ cậu bé liên tục có các khối u nhỏ phát triển. Dù có được phẫu thuật cắt bỏ thì vẫn sẽ phát triển trở lại. Vì thế cậu thường xuyên bị bạn cùng lớp cười nhạo, rồi dẫn đến việc cậu bé nhảy khỏi tòa nhà. Mẹ cậu bé tên là Trịnh Thuần, cô ấy đã đứng ở tầng dưới vào ngày Tiểu Tây nhảy xuống khỏi tòa nhà, thấy con nhảy xuống mà không chết, cô ấy đã đến siết cổ con.
May mà bị giáo viên và bảo vệ đuổi đi. Từ đó về sau hai mẹ con họ đã biến mất. Sau đó Khởi Đông đưa Hashimoto đi cùng. Đến một nơi tràn ngập hoa loa kèn, Hashimoto nhanh chóng tìm ra nơi chôn cất Hashimoto và họ đã tìm ra vết bóp cổ trên cổ cậu bé. Vậy nên họ suy đoán rằng có lẽ Tiểu Tây đã chết vì bị mẹ bóp cổ rồi chôn ở đây. Về lý do tại sao Hashimoto có thể tìm thấy nơi chôn cất của Tiểu Tây, vì nơi này là trung tâm phóng xạ, nơi Tiểu Tây được chôn cất là trung tâm của từ trường. Đó là lý do tại sao cậu bé không biến mất. Nhưng đêm đó Tiểu Tây lại rất khác thường. Cậu bé không ngồi yên trong góc. Kỳ Đông để ý kỹ mới thấy có sợi tơ kỳ lạ dưới chân cậu bé. Thế là anh ấy đi theo sợi tơ để tìm xem nó được nối đến đâu. Nhưng Khởi Đông vừa rời đi thì Gia Duy lại đến đây tìm anh ấy, vì mẹ anh ấy cần phải phẫu thuật và cần có chữ ký của anh ấy. Kỳ Đông bên kia đang đi theo sợi tơ đến nơi thu nhận bệnh nhân hôn mê sâu. Hóa ra sợi tơ kết nối với mẹ của Tiểu Tây là Trịnh Thuần. Nhưng anh ấy vừa mới tới thì Trịnh Thuần đã hôn mê nhiều năm, bất ngờ qua đời. Sau đó bác sĩ cũng cho anh ấy biết tình hình Trịnh Thuần. Ở bên kia, Hashimoto đặt Tiểu Tây vào miếng bọt biển, rồi lén đưa cậu bé ra ngoài. Hồn ma của Trịnh Thuần rời khỏi cơ thể rồi trốn khỏi bệnh viện. Kỳ Đông lập tức đuổi theo nhưng không kịp. Nhưng khi anh ấy lái xe về, lại thấy Hashimoto trên đường. Khởi Đông kinh ngạc khi thấy Hashimoto vốn bị khập khiễng giờ đã khỏi rồi. Kỳ Đông lặng lẽ rút súng ra, định bảo Hashimoto giao hồn ma của Tiểu Tây ra để cậu bé đoàn tụ với mẹ. Nhưng Hashimoto lại nói cậu nên đi tìm Gia Duy đi, có khi còn kịp nói vài lời cuối với cô ấy đấy. Lúc này có một chiếc xe tải đi ngang qua, sau đó Hashimoto cũng bất ngờ biến mất. Thì ra lý do tại sao Tiểu Tây không biến mất là vì cậu bé đang đợi mẹ mất để được đoàn tụ với mẹ. Bây giờ hồn ma của Trịnh Thuần không tìm thấy con trai nên bắt đầu ra tay tàn sát. Người đầu tiên gặp nạn là A Nhân đang ăn mì. Trịnh Thuần bất ngờ xuất hiện trong bát mì rồi bóp cổ A Nhân đến chết. Đến khi Khởi Đông chạy về, A Mỹ cũng đã bị Trịnh Thuần giết chết. Sao có được khả năng phản trọng lực, Hashimoto đến nhà của giám đốc dùng dao đâm chết ông ta, bởi vì lúc trước ông ta luôn gọi anh ta là kẻ què quạt. Sau đó Trịnh Thuần tìm đến Gia Duy, may mà Khởi Đông đã đến kịp. Anh ất xịt bọt biển vào viên đạn rồi gọi cho Gia Duy bảo cô ấy nhắm mắt lại, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được làm bừa. Ngay khi Trịnh Thuần chuẩn bị ra tay, Khởi Đông bắn trúng hồn ma của Trịnh Thuần, thành công thu hút sự chú ý của cô ta. Bây giờ Gia Duy đã an toàn, nhưng cô ta đã quấn dây tơ lên chân Khởi Đông. Kỳ Đông lập tức lái xe đi, nhưng Trịnh Thuần đã xuất hiện ở ghế sau. Khởi Đông sợ hãi lập tức nhấn ga, nhưng cũng không có tác dụng. Cô ta bóp chặt lấy tim anh ấy. Kỳ Đông nhanh chóng phanh lại, đâm xe vào ga tàu điện ngầm. Đến khi anh ấy tỉnh lại thì thấy Trịnh Thuần vẫn còn ở bên đường. Thế là anh ấy nhanh chóng vào ga rồi lên tàu. Cùng lúc đó Hashimoto đến trung tâm phóng xạ. Đầu tiên anh ta thả Tiểu Tây ra rồi tự sát ở đó, nghĩ làm vậy là có thể không bao giờ biến mất giống cậu bé. Kỳ Đông đang ở trên tàu điện, nhìn thấy sợi tơ đó lại xuất hiện trên chân mình. Sau đó Trịnh Thuần cũng theo lên tàu. Khởi Đông bắn cô ta mấy lần nhưng bắn hết cả băng đạn vẫn không có tác dụng. Anh ấy biết mình sắp không thoát được nên đã gọi cho Gia Duy hỏi xem mẹ mình đang ra sao. Gia Duy nói mẹ anh ấy vừa mới phẫu thuật vào buổi chiều, đêm nay là thời gian nguy hiểm nhất. Nghe xong Khởi Đông cúp điện thoại, im lặng chờ đợi cái chết đến. Trịnh Thuần cũng không làm anh ấy thất vọng, cô ta bóp lấy quả tim của anh ấy. Nhưng ngay khi anh ấy sắp từ biệt cõi đời, Tiểu Tây đã đến đó, chạm tay vào tim anh ấy, giúp trái tim anh ấy đập lại. Nhờ vậy mà Khởi Đông đã sống sót. Sau khi tỉnh lại anh ấy nhìn thấy hai mẹ con nhà họ cuối cùng cũng được đoàn tụ. Sau đó anh ấy vội vã đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng mẹ anh ấy đã không qua khỏi. Nhưng khi về nhà, anh ấy lại thấy hồn ma của mẹ đang ngồi trong phòng khách. Rõ ràng là mẹ không nỡ rời xa anh ấy. Hai người ngồi trong phòng khách suốt đêm. Đến sáng hôm sau, hồn ma của bà mẹ vào bếp làm món trứng luộc cho con trai. Nó như thể toàn bộ tấm lòng của bà ấy. Nhưng sau khi nấu xong, hồn ma của bà ấy đã biến mất. Cuối cùng bây giờ Khởi Đông đã hiểu tại sao Tiểu Tây lại không biến mất. Không phải vì cậu bé bị chôn ở trung tâm phóng xạ, mà là vì tình mẫu tử của mẹ con họ. Hết phim. Bộ phim này nói về việc sử dụng công nghệ để bắt ma, nhưng thực chất là muốn truyền tải thông điệp sức mạnh của hận thù mãi mãi không thể mạnh hơn tình yêu. Hashimoto hận giám đốc, hận việc mình vừa sinh đã là kẻ tàn tật. Anh ta muốn trở thành một hồn ma bất tử, nhưng đến khi chết anh ta vẫn không hiểu chỉ có sức mạnh của tình yêu mới có thể khiến linh hồn ở lại nhân gian, có tính toán thế nào cũng không có kết quả. Vậy chúng ta đang sống vì điều gì? Câu nói của Gia Duy đã cho Khởi Đông một câu trả lời. Em rất thích anh, nhưng anh không hạnh phúc. Tôi rất thích câu này. Nếu sống mà không hạnh phúc thì sống còn có nghĩa lý gì? Đời người ngắn ngủi, hận cũng được yêu cũng được. Tất cả chỉ là gió thoảng mây bay thôi. Đạo Phật dạy hãy biết buông bỏ. Tôi mong mọi người sẽ hạnh phúc trong cuộc đời ngắn ngủi này.